Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh YouTube Đậu Đại Học Cùng Thầy Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc di truyền của quần thể, cái dạng bài tập thứ tư. Dạng bài tập số 4 này á là chúng ta sẽ nghiên cứu cái dạng bài tập là sen lặn, nó nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Vậy thì cái dạng bài này là nó cụ thể như thế nào? Thầy sẽ cho các em một cái ví dụ để các em hình dung ha. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn phương pháp và hướng dẫn các em giải cái ví dụ này. Rồi, cái ví dụ đầu tiên là trong quần thể người ha, thì tỷ lệ nam mắc bệnh mù màu là 1%. Khả năng nữ mắc bệnh mù màu là bao nhiêu? Đề cho 4 đáp án ABCD. Như vậy các em biết rồi, cái bệnh mù màu á là cái bệnh do sen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X gây ra và không có alen tương ứng trên Y. Như vậy đối với cái bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái phương pháp nha. Nếu quần thể đã cân bằng thì quần thể người là quần thể ngẫu phối trên cân bằng rồi ha các em. Thì tần số alen lặn liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X mình sẽ ký hiệu là Q ha, Q ít a nhỏ. Thì Q ít a nhỏ mình sẽ tính bằng công thức là bằng tổng số cá thể đực mắc bệnh trên tổng số cá thể đực của quần thể. Như vậy thì mình sẽ có là Q ít a nhỏ thì nó sẽ bằng luôn cái tỷ lệ của ít a nhỏ Y, cũng là Q luôn ha. Và mình suy ra như vậy, mình có B rồi đúng không? B cộng Q luôn luôn bằng 1, cho nên mình suy ra B là tần số của alen xA lớn, nó sẽ bằng 1 trừ cho Q ha. Rồi, vậy thì cấu trúc của quần thể khi mà cân bằng á thì ở giới cái á, giới xX á thì nó sẽ có cái cấu trúc là B bình xA lớn cộng 2BQ xA lớn xA nhỏ cộng Q bình xA nhỏ bằng 1. Mình chia ra theo giới ha các em. Còn giới xY á thì nó sẽ là B ít a lớn y cộng Q ít a nhỏ y bằng 1. Đó, nếu mình xét riêng từng giới thì nó sẽ là như vậy. Còn nếu như mà mình xét cả cái quần thể luôn thì cấu trúc của quần thể khi nó cân bằng á, sẽ là các em sẽ lấy tất cả các em chia cho 2. Tại vì các em thấy không? Hai giới này mà mình cộng lại á là 1 cộng cho 1 thì nó là 2 rồi, là 200% rồi. Cho nên để nó được 100% á thì tất cả là hai vế mình sẽ chia cho 2. Thì chia cho 2 á, tức là nhân cho 1 phần 2 đúng không các em? Như vậy vốn dĩ ban đầu nó là B bình xA lớn trên này ha, thì nhân 1 phần 2 tức là nhân 0,5 á, chia 2 đó là 0,5 B bình xA lớn 2BQ, thì bây giờ còn lại là BQ xA nhỏ 0,5 Q bình xA nhỏ. Rồi, ở dưới đực là B xA y đúng không? Thì giờ là 0,5 B xA y và 0,5 Q xA y bằng 1. Rồi, như vậy tóm lại cái phương pháp này các em nắm được 3 ý. Thứ nhất là cái cách để mình tính được cái Q ít a nhỏ ha, tần số của alen ít a nhỏ là Q thì bằng tổng số cá thể đực mắc bệnh trên tổng số cá thể đực của quần thể. Cái ý thứ hai là cấu trúc của quần thể khi cân bằng á, thì ở giới cái nó sẽ như thế nào, ở giới đực như thế nào. Và ý thứ ba là nếu như mình xét cả quần thể thì cấu trúc của quần thể nó sẽ như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng phương pháp này mình giải cái ví dụ này nha các em. Thì thầy có làm cái hướng dẫn cho các em đây ha. Bây giờ các em thấy nè, bây giờ nó nói á, tỷ lệ nam mắc bệnh mù màu là 1%. Như vậy thì các em thấy là Q ít a nhỏ, bây giờ nam mắc bệnh mù màu chính là ít a nhỏ y đúng không các em? Như vậy thì Q ít a nhỏ y nó bằng Q ít a nhỏ luôn, là các em nhìn qua bên phương pháp các em sẽ thấy ha. Rồi, như vậy là 1% tức là bằng 0,01. Như vậy các em suy ra tỷ lệ nữ bị mù màu sẽ là gì các em? Ít a nhỏ các em nhìn lại ở cái ý thứ hai, ít a nhỏ là Q bình đúng không? Vậy là Q bình mà mình đã có Q là bằng 0,01 rồi, vậy Q bình là 0,01 bình, tức là bằng 0,01%. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu câu A ha các em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng phương pháp này mình đi làm một vài bài tương tự nha các em. Đây là câu mà có thể nói là để chúng ta lấy điểm 10 đó ha, tại vì nó là cái dạng mà ít có, mình kiếm tài liệu thì nó ít có ha. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái câu tiếp theo nhé. Câu số 21, trong quần thể người, người ta điều tra thấy có 12% bị mù màu ha. Hỏi tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ bị mù màu là bao nhiêu? Như vậy các em thấy á là cái quần thể người là quần thể ngẫu phối rồi ha, cho nên là nó đã đạt cân bằng rồi. Như vậy thì các em thấy nó nói á là cái quần thể này người ta điều tra là có 12% bị mù màu. Như vậy là 12% này là mình xét trên cả quần thể đúng không? Rồi ha, nếu xét cả quần thể
Thì cấu trúc khi cân bằng á, quần thể này là quần thể người ngẫu phối cân bằng rồi ha. Thì các em sẽ có nữ bị bệnh á, các em nhớ lại cái dấu chấm hỏi ở phương pháp thứ hai nha, nếu quên các em quay lại phương pháp coi nha. Thì nữ bị bệnh là x a nhỏ, x a nhỏ thì là ở trong dấu chấm thứ ba hồi nãy trong phương pháp thì nói là bằng 0,5 quy bình ha, tại vì khi mình đưa về trong cả quần thể thì tất cả đều chia cho một, chia cho hai hết, cho nên là nó thành không nhân 0,5. Rồi nam bất bệnh bù màu là nhiêu các em, kiểu sen là x a nhỏ y ha, thì nó là 0,5 quy. Như vậy nam mắc bệnh mù màu và nữ mắc bệnh mù màu thì sẽ ra số người mắc bệnh mù màu đề cho là 12%, tức là bằng 0,012. Rồi, như vậy thì các em chỉ việc bấm máy thôi, phương trình bậc 2 ha, nhập vô ABC, A là 0,5, B là 0,5, C là trừ 0,12. Thì các em sẽ ra ẩn là quy của mình là tỷ tần số của alen x a nhỏ thì nó sẽ bằng là 0,2. Rồi, như vậy thì các em suy ra tỷ lệ nam ha mù màu là gì các em? Tỷ lệ nam mù màu chính là x a nhỏ y, thì cái tỷ lệ của nó là quy ha. Như vậy thì mình đã có quy là bằng 0,2 rồi ha, vậy là bằng 0,2 tức là 20%. Còn mà nữ mù màu là quy bình x a nhỏ ha. Như vậy là bằng 0,2 bình là bằng 0,04 tức là bằng 4%. Như vậy thì chúng ta chọn đáp án là gì các em? 20% nam bị mù màu và 4% nữ bị mù màu, chúng ta chọn đáp án là câu B ha. Thầy hướng dẫn các em giải câu 22 bằng phương pháp thầy đã chỉ cho các em ha. Bây giờ ở người đột biến sen lặn m nhỏ quy định mù màu, trên nhiễm sắc thể x không có alen tương ứng trên y, alen m lớn thì nó không gây gây mù màu. Trong quần thể người ở trạng thái cân bằng về bệnh mù màu có tần số người bị mù màu là 5,25%. Hỏi cấu trúc di truyền của quần thể là, bây giờ tần số người bị mù màu tần số người bị mù màu khi mà quần thể cân bằng thì gồm có nữ bị mù màu là x a nhỏ và nam bị mù màu là x a nhỏ y. Thì cái kiểu sen này nó có cái tỷ lệ theo công thức mà ở trong phương pháp thì cho các em là quy bình. Còn này có tỷ lệ là quy. Thì cộng lại là bằng tỷ lệ người bị mù màu là 5,25%, tức là 0,0525. Các em bấm máy giải phương trình bậc 2, các em sẽ ra quy ha là tần số của alen x a nhỏ nó bằng 0,05. Nhưng mà b cộng quy thì luôn luôn bằng 1, các em suy ra b luôn ha, là bằng 1 trừ 0,05 là 0,95. Rồi, bây giờ nó hỏi á là cấu trúc di truyền của quần thể, mà nó hỏi các em xem bốn đáp án thì các em sẽ thấy là nói là ở nam bao nhiêu, ở nữ là bao nhiêu ha. Như vậy thì các em xem lại trong cái phương pháp thì cho các em đó, như vậy là khi quần thể mà cân bằng thì ở giới giới nữ ha, tức là xx thì mình sẽ có cấu trúc là gì các em? B bình x a lớn rồi 2 b quy x a lớn x a nhỏ và quy bình x a nhỏ bằng 1. Rồi b quy thì các em có rồi, b là 0,95, quy là bằng 0,05. Các em thế số vô thì các em sẽ ra được. Như vậy B bình là 0,95 bình. Như vậy là mình được 0,9025. X A lớn 2BQ là 2 nhân 0,95 nhân 0,05 là bằng 0,095. X A nhỏ rồi quy bình là 0,05 bình là mình được 0,0025 x a nhỏ. Các em nhìn qua đáp án các em thấy đáp án nào có nữ mà như vậy? Các em coi câu B nè ha, đây đây rồi đây, cái này là 25 ha.
Rồi, như vậy nam thì sao các em? Nam thì nó bằng luôn BQ nha. Nam thì nó bằng luôn BQ ở dưới XY. Ở dưới XY thì các em có hai kiểu gen thôi là XA lớn Y và XA nhỏ Y. Cái này là tỷ lệ là B. Còn cái này tỷ lệ là Q ha, bằng 1. Mà BQ các em có rồi, như vậy các em thế vô thôi. Vậy đây sẽ là 0,95 XA lớn Y và 0,05 XA nhỏ Y bằng 1. Như vậy là nó khớp với lại đáp án câu B luôn ha các em. Đây, nó khớp với đáp án câu B luôn. Chỉ ở đây chúng ta chọn đáp án là câu B. Như vậy là các em đã học được cái phương pháp và chúng ta vận dụng phương pháp để chúng ta luyện tập thì dạng số 4 này rồi ha, là giải cái trường hợp nếu mà sen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alin tương ứng trên Y, mình sẽ giải như thế nào. Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ cho các em những cái dạng tiếp theo nữa. Các em nhớ bấm nút subscribe ha, đăng ký và nhớ nhấn luôn cái chuông kế bên cạnh nút subscribe đó ha, để khi nào mà thầy post video mới thì các em sẽ nhận được thông báo nhé.